Em xin chào tất cả các anh cần thủ đã đến với video 676 của kênh em nha. Và video này thì sẽ có cần mini này, rất là nhiều những mẫu từ 2m, từ 1m8, 1m6 nha các, 1m6, 1m8 cho đến 2m1, 2m4 này, có rất là nhiều và có cả 3m luôn. Thu gọn nó thì bé nhất thì khoảng tầm 45-50cm nha các. Tiện lợi các anh bỏ cốp xe hoặc là bỏ ba lô, mình đi du lịch nè, công tác dã ngoại đều mang theo rất là tiện. Và những con mồi lu nè, mồi câu mực và lưỡi câu chép nha các anh, lưỡi câu chép ạ. Và hôm nay thì em cũng có một cuộn dù và hai cuộn cước. Cước là cước Nhật nha các anh, một cuộn 300m, giá rất là hời. Và bên này thì sẽ có cần tay nha, cần tay câu đơn câu đài. Chiều dài từ 4m5, 4m5 cho đến 6m3 luôn, các anh thoải mái lựa chọn nha. Và một số mẫu luôn, độ cứng cao ạ. Độ cứng M với cả MH thôi nha các anh. Và cuối video thì sẽ là một cây cần súp 4 khúc. Đa qua nè, đa qua long bim nha các anh, 4m54. 4m5 nha, 4m5 và độ cứng xế đó. Độ cứng xế. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi đơn cần sẽ là 40.000, còn đơn máy và đơn phụ kiện là 30.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship ạ. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại 0933 111 365 nha. Và đầu tiên trong video hôm nay thì em có combo 3 cây cần mini nha các anh. Combo 3 cây, các anh có thể câu tôm, câu đơn, giải trí đều được nè. Và những cây này thì nó đều có chiều dài là 1m6 nha các anh, 1m6. Và hàng bãi đâu qua sử dụng thì nó không tránh khỏi xây xước đâu nha các anh. Quan trọng là phôi lóng không dập gãy nè. Quan trọng phôi lóng không dập gãy vẫn còn sử dụng tốt nha. Độ cứng của cây này là nó tầm 10-15. Cây này cũng giống như nhau nha các anh. Cứng tầm 10-15, cả 3 cây nha. Con này nó mini nhưng mà nó rất là khỏe nha các anh. Cực kỳ khỏe luôn. Một anh khách đã báo một con cá 9kg nha. Một con cá 9kg bằng cây cần này. Đấy, trong combo 3 cây mini này. Đây mà các anh xem. 3 cây thì nó cũng tương tự như nhau nha. Từ ngọn cho đến trọng lượng. Tương tự như nhau. Câu đơn, câu tôm, giải trí đều được hết ạ. Và combo 3 cây này sẽ có mã số 1 giá 200.000 nha các anh. Giá 200.000 3 cây mã số 1 ạ. Và tiếp theo mã số 2, một cây cần mini, phôi phíp nha, hàng đẹp nè, 1m8. Phôi phíp 1m8, cần có một khuyên chạy. Và cây này tổng cộng là 5 lóng ạ. Tổng cộng cần có 5 lóng. Và độ cứng nó khoảng tầm 15-20 nha các anh. Cứng tầm 15-20, mình câu cảm giác nha. Đơn lua nè, đánh giải trí, câu cảm giác được. Và cây này ngọn sẽ là 1 ly 8, trọng lượng 110g ạ. Trọng lượng 110g. Và khuyên bát của nó toàn bộ là khuyên bát hãng hết nha các anh. Mã số 2 giá 150.000. Mã số 2 giá cần 150.000 ạ. Và tiếp theo mã số 3. Tiếp theo mã số 3 cũng là một cây cần mini nha các anh. Chiều dài cây này là 1m8. Phôi phíp và ngọn cần. Ngọn cần ngọn 1 ly 5. Nó có một khuyên chạy ạ. Ngọn 1 ly 5. Cái này thì sẽ có tổng cộng là 5 lóng. 5 lóng nha các anh, chiều dài 1m8, độ cứng 15-20. Ngọn 1 ly 5 và trọng lượng 112g. Mã cần số 3 nha, mã số 3 giá 150.000. Mã số 3 giá cần 150.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là một cây cần mini, chiều dài 1m8 nha các anh. Chiều dài 1m8 và cây này toàn bộ dàn khuyên là khuyên Fuji lọ xứ trắng hết. Nó có một khuyên chạy nha. Toàn bộ là khuyên Fuji xứ trắng. Cần có tổng cộng là 6 lóng nha các anh. Chiều dài 1m8, tổng cộng 6 lóng. Cây này nó cứng khoảng tầm là 20 nè. Độ cứng 20. Ngọn 1 ly 7, trọng lượng 127g nha. Và mã số 4. Mã số 4 giá cần sẽ là 220.000 nha các anh. Mã số 4 giá cái này 220. Khuyên xứ trắng nha. Khuyên xứ trắng cho các anh. Mã số 4 giá 220 ạ. Và tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là một dòng cần mini của hãng Ryobi nè. Chiều dài 2m1, hàng Korea nha các. Korea xuất nhập. Ryobi 2m1. Ngọn sẽ 1 ly 8. Có một viên chạy nha. Viên Fuji xứ trắng ạ. Viên Fuji xứ trắng. Và phôi phíp thì nó được một cái là nó cực kỳ dẻo dai nha các. Rất dẻo dai. Cây này cứng tầm 15-20 ạ. Độ cứng 15-20. Ngọn 1 ly 8, trọng lượng 133g và mã cần số 5. Mã số 5, cây này có giá 220.000.
mã số 5 nha các anh, giá 220 ạ. POB của Hàn Quốc nha. Và tiếp theo mã số 6. Mã số 6 cho một cây Olympic chiều dài 3m ạ, dòng Marine Cutter này. Olympic 3m nha. Ngọn cần sẽ là ngọn 2 ly và nó có tổng cộng là 2 khuyên chạy. Một khuyên chạy nha các. Tổng cộng là một khuyên chạy. Marine Cutter 3m. Cần có tổng cộng là 6 lóng và ngoại hình Nixon cái này còn được tầm 85%. Có xước nha các, hàng bãi không tránh khỏi xây xước được đâu ạ. Và độ cứng của cần thì nó khoảng tầm là 15 đến 20. Tầm 15 đến 20. Toàn bộ dàn khoen là Fuji loại xứ xám. Toàn bộ khoen Fuji xứ xám nha. Và đầu bu nè, đầu bu đẹp luôn nha các. Khoen rất là đẹp nè. Và bát là dạng bát hãng, bát vạn, tay cầm cán mút nha. Ngọn cần sẽ là 2 ly, trọng lượng 251g. Trọng lượng 251g, mã số 6. Giá cần 250.000, mã số 6 giá 250.000, dài 3m ạ. Và tiếp theo mã số 7. Mã số 7 sau một cây GT Marine nha các, chiều dài cần 2m7. Cái này cũng là full fit luôn và khoen của nó đây, có xứ bên trong ạ. Có xứ bên trong. Cái can ra dây ra vào dây á bằng xứ, nó không có ảnh hưởng gì đến những cái vết rỉ sét bên ngoài này đâu. Cần có một khuyên chạy ạ. Có một khuyên chạy. Và cái này tổng cộng là 6 lóng. Tổng cộng 6 lóng. Chiều dài 2m7. Độ cứng nó khoảng tầm 15 đến 20 nha các. 2m7 cứng 15-20. Ngọn ra 1 ly 9, trọng lượng 220g. Mã số 7 giá 200.000. Mã cần số 7 nha, giá 200.000 ạ. Và tiếp theo mã cần số 8. Mã số 8 sau một cây ISO ạ. Chiều dài 21, độ cứng 50, cần của hãng Daiwa. Bát Fuji FX6 bắt gặp ạ. Mời các anh xem nha. Phô cần là phô phíp, nó có độ dẻo dai. Và cái này cứng 50 nha, độ cứng cao nè. Còn có hai khuyên chạy. Ngọn khá là to, ngọn 2 ly 3. Cứng 50 nha các. Phô phíp đỏ. Rất dẻo dai, rất là bền luôn. Và 2m1 thì nó sẽ có tổng cộng là 4 lóng ạ. 4 lóng, độ cứng chuẩn 50 nha các. Độ cứng cao, chuẩn 50 nè. Ngọn 2 ly 3, trọng lượng 185g. Và mã cần số 8. Mã số 8 cái này có giá 300.000 ạ. Mã số 8 giá 300.000 nha. Và tiếp theo mã số 9. Một cây Shimano chiều dài 2m1. Shimano 2m1 ạ. Cái này thì ngọn của nó là dạng ngọn đặc nha các anh. Chịu lực cực kỳ tốt. Là các anh câu đơn, câu ngâm. Ném thoải mái nha. Đơn ngâm thoải mái. Hồi phía ạ. 2m1 và cần có tổng cộng là 5 lóng. Độ cứng 20 nha các anh. Độ cứng 20. Ngọn này, ngọn đặc nha. Và ngọn cái này sẽ là 1 ly 9, trọng lượng 143g. Dạng bắt vặn, bắt hãng. Tay cầm cái mút luôn. Mã số 9 giá cần 170.000. Mã số 9 cái này giá 170. Và tiếp theo mã số 10. Mã 10 sau một cây Shimano chiều dài 2m4 ạ. Chiều dài 2m4, cây này ngọn của nó cũng là ngọn đặc này. Chịu lực cực kỳ tốt nha. Anh nào câu đơn ngâm á, mình ném thoải mái. Khoen thì toàn bộ là dàn khoen hãng. Toàn bộ dàn khoen hãng ạ. Và cây này có tổng cộng là 6 lóng. Chiều dài 2m4, tổng cộng 6 lóng nha các. Độ cứng cũng tầm 20 luôn. Ngọn sẽ là 1 ly 9, còn trọng lượng là 189g. Khoen bát hãng. Mã cần số 10 giá 170.000. Mã số 10 giá cần 170.000 ạ. Và tiếp theo mã số 11 sẽ là một cây cần Suyumi. Cần rút mini nha các, Suyumi. Chiều dài cần 2m4, độ cứng 10 ạ. 2m4, độ cứng 10. Có một khuyên chạy nè. Và khuyên sao Fuji loại xứ xám nha các. Khuyên Fuji xứ xám. 2m4 thì cần sẽ có tổng cộng là 6 lóng. Cái này các anh câu đơn nha. Câu đơn hoặc là lu giải trí nè. Đánh cảm giác nha. Độ cứng nó nếu tính theo cần lu thì tầm UL cho đến L. Ngọn mềm dịu nha các anh. Đánh cảm giác. Ngọn dịu nè, độ nảy rất là tốt luôn. Độ cứng 10 nha. Ngọn của nó sẽ là 1 ly 3, còn trọng lượng là 155g ạ. Thu gọn 51cm. Và mã cần số 11, cây này giá 550.000. Mã cần 11 giá 550.000. Tiếp theo mã 12. 12 là một mẫu cần tay dòng HVS nha các. HVS. Những cái này là hàng nội địa nha. Hàng nội địa, hàng công ty Thanh Lý. Chiều dài cần sẽ là 4m5 và độ cứng 5H ạ.
4m5, độ cứng 5H. Nó có cái khoen để canh buộc dây bảo hiểm này. Và túi nắp đi kèm đầy đủ hết. Có túi và nắp chụp đi kèm. Các lóng này thì đều có những cái rãnh chống kẹt lóng cho mình nha. Và 4m5 thì cần có tổng cộng là 5 lóng. 4m5, 5 lóng nha các. Phôi carbon xoắn. Ngọn cần sáp 1.2 ly, có nắp chụp đi kèm. Ngọn 1.2 ly nha, đầu bô xoay 360 độ chống xoắn nè. Phôi carbon xoắn nổi. Và nó xoắn toàn thân nha các, xoắn tất cả các lóng luôn, như là từ lóng thứ hai trở đi thì sẽ là xoắn chìm bên dưới lớp nước sơn. Vẫn là phôi carbon xoắn. Cần đẹp nè, độ mới 90 độ mới 95%, 95-97%. 4m5 và chuẩn 5H nha các. Chuẩn 5H. Ngọn 1 ly 2 trọng lượng sẽ là 164g. 164g, mã cần số 12 giá 370.000. Mã cần 12 giá 370.000 ạ. Chiều dài cần 4m5. 5H nha các. 5H. Và tiếp theo mã số 13. 13 là một cây cùng dòng luôn. Và cây này là 6m3 ạ. 6m3, độ cứng 5H. HVF luôn nha các. Bên dưới thì nó sẽ có rãnh chống kẹt lóng nè, còn đầu bu thì xoay 360 độ. Phôi lóng bên trong giống nhau nên em xin phép đọc thông số nha, cho nó nhanh nè, tránh mất thời gian của các anh ạ. Ngọn 1 ly 2 trọng lượng 240g. Mã cần số 13 giá 500.000 nha. Mã số 13 giá cần 500.000, 6m3, cứng 5H. Và tiếp theo mã số 14 ạ. Mã 14 sẽ là một cây cần tay của dòng BVLC nha các. BVLC, dòng này em bán rất là chạy nè. Chiều dài cần 4m8. Nó cũng có rãnh chống kẹt lóng nha. Có rãnh chống kẹt lóng cho các. Rãnh chống kẹt lóng nè. Và nó sẽ xoắn nổi ở lóng ngọn. Còn các lóng còn lại thì nó xoắn chìm ở bên dưới lớp nước sơn ạ. Xoắn chìm bên dưới lớp nước sơn nha. Chiều dài 4m8. 4m8 và cái này độ cứng 5H ạ. Cứng 5H. Trôi nè, hoặc các anh câu chấm, chép đều được hết. Cần rất khỏe nha, độ tải tốt, phân bố lực tốt ạ. Đầu bu xoay, chống xoắn. Phôi carbon xoắn tất cả các lóng luôn. Và 4m8 này thì cần sẽ có tổng cộng là 5 lóng. Tổng cộng 5 lóng nha các. Màu nước sơn của nó bên trong là màu đen nha, màu đen trơn toàn thân luôn. Và ngọn cần 1 ly 2, trọng lượng xa 155g ạ. Ngọn 1 ly 2. Mã cần số 14. Mã 14, cây này có giá 390.000. Mã số 14 giá cần 390.000. Khi mà em ship hàng đến thì sẽ có túi nắp. Và bên ngoài á, thì nó sẽ quấn một lớp ni lông như này nha các. Tránh xây xước cần của mình nha. Mã 14 giá 390.000 ạ. Và tiếp theo mã 15. 15 sẽ là một bản BVLC dài 5m7 nha các. Dài 5m7. Vì phôi lóng bên trong của nó đều giống như nhau hết nên là em xin phép đọc thông số nha. Em xin phép đọc thông số để các anh tham khảo được nhiều mẫu hơn, nhanh hơn. 5m7, độ cứng 5H ạ. Và ngọn sẽ là 1 ly 2, trọng lượng 202g. Mã cần số 15 giá 450.000. Mã 15 giá 450.000 ạ. Chiều dài 5m7. Và tiếp theo mã 16. 16 ra một cây 6m3 nha các. Bạn 6m3, các anh cầu hồ dịch vụ đánh săn hàng nè, là câu chấm chép, câu cá sặc đều được ạ. Có nút chụp đầy đủ hết và đầu bu đây, xoay 360 độ. Nó sẽ xoắn nổi ở lóng ngọn như này nha các. Carbon thì độ cứng nó sẽ cao hơn. Và cái này cứng tầm 5H luôn. BVLC 5H. Có rãnh chống kẹt lóng nha. Có chống kẹt lóng. Ngọn sẽ 1 ly 2, trọng lượng 225g. Chiều dài cần 6m3. Và mã cần số 16. Mã 16 cái này có giá là 520.000. Mã 16 giá cần 520.000 ạ. Và tiếp theo mã số 17. Mã 17 sẽ là một cây cần tay chiều dài 4m5 nha các. Chiều dài 4m5 ạ. Cũng là dòng HVF nha. HVF. Cái này độ cứng nó tốt nè. Cứng tầm 5H. Độ cứng tầm 5H, có túi đi kèm, có túi có nắp chụp nha các anh, có nắp chụp. Còn nào mà muốn túi á, thì báo em sẽ tìm cho các anh một cái túi nha. Vì dòng này về nó không có túi. Đầu bu xoay 360 độ chống xoắn ạ. Xoay 360 độ chống xoắn. Nó xoắn nổi tất cả các lóng luôn nha các anh. Ngọn to.
ngọn còn một ly này, ngọn một ly chiều dài 4m5. Vì là hàng mới, hàng công ty thanh lý là chưa qua sử dụng nha các anh, không có xước xát gì nhiều ạ. 4m5, cần ra rất là thẳng nè, cây này cứng tầm 5H, độ cứng 5H nha. Ngọn cân sẽ là 1 ly và trọng lượng là 156g. Trọng lượng 156g ạ. Mã cân số 17, cây này có giá 550.000. Mã số 17 giá 550.000 ạ. Và những dòng này á thì về lộn xộn nó không có số lượng nhiều nha các. Mỗi mẫu chỉ có một cây thôi, là mình ưng cây nào mình nhanh tay chốt đơn nha. Và tiếp theo mã 18. 18 sẽ là một cây cần tây chiều dài 4m8 ạ. Cần tây chiều dài 4m8. Cây này thì ngọn của nó là 1 ly 2 nha các, dòng HVS nè, ngọn 1 ly 2, trọng lượng 162g. Các anh xem giá giao là đã 900.000 nha, chưa tính giá bán lẻ. Đây là giá buông nè, giá buông 900.000, chưa tính giá lẻ nha các. Ngọn sẽ là 1 ly 2, ngọn 1 ly 2, có nắp chụp đi kèm. Đầu bu của nó cũng xoay 360 độ chống xoắn luôn. 4m8 thì ngọn nó to hơn một tí nha các, và độ cứng là 6H. Từ cái lóng thứ hai này á, bên trong thì nó cũng giống như cây vừa rồi em lên, nên là em lên nhanh thông số nha. Ngọn 1 ly 2 này, cây này cứng 6H nha các, 5 đến 6H, độ cứng cao, đánh săn hàng tốt ạ. Ngọn 1 ly 2 trọng lượng 162g, 162g và mã cần số 18. Cây này có giá 600.000, mã 18 nha, giá 600 ạ. Và tiếp theo mã số 19. 19 sau một cây cần tây chiều dài 5m4 nha các. Dòng Tiger này, 5m4. Phôi carbon luôn nha. Phôi carbon, toàn bộ cần tây hôm nay em lên thì đều là carbon hết, không có cây nào hàng phíp ạ. 5m4 và ngọn cần sẽ là ngọn 1 ly, đầu bu chống xoắn nè. Đầu bu chống xoắn. Từ lóng thứ hai đây nha các, sẽ họa tiết của cần nè. Nó cũng là phô carbon xoắn luôn, nhưng mà nó có thêm họa tiết nữa. Chiều dài cần 5m4 và cây này độ cứng nó khoảng tầm là 4-5H nha các. Độ cứng tầm 4-5H. Vì là hàng thanh lý nha, chưa qua sử dụng nên là các lóng rất là mới, các anh cứ yên tâm. Ngọn 1 ly trọng lượng 175g và mã cần số 19. Mã 19 cây này giá 550.000. Mã cần 19 ạ, giá 550.000. Và tiếp theo mã 20. Tiếp theo mã 20, một bản 4m8 săn hàng cực kỳ tốt nha các. Độ cứng cao nè. Một bản cần tay 4m8 săn hàng cho mình. Phôi carbon xoắn từ lóng ngọn cho đến lóng gốc bên ngoài luôn. Master này. Ngọn cái này ngọn 1 ly 6 nha các. Ngọn 1 ly 6. Mình mở các xem đầu bu này. Đầu bu đây là nguyên zin của nó nha các anh, buộc dây trực tiếp vào đây, không có cần một cái dây nữa. Mình cứ buộc cước trực tiếp vào đây nè. Đầu bu xoay, xoay 360 độ. Xoay 360 độ nha các anh. Ngọn to, ngọn 1 ly 6. Ngọn 1 ly 6 ạ. Bản này là bản săn hàng nha, bản săn hàng dành cho các anh câu bạo lực nè. Mình câu gần biển đánh bạo lực thì có thể tham khảo cây này. Cần ra cực kỳ thẳng luôn nha các, và độ cứng nó khoảng tầm 6H. 6H đổ lên nha, cây này độ cứng cao. 4m8, ngọn 1.6 ly và trọng lượng cần là 220g. 220g, mã cần số 20, giá 850.000. Mã 20 nha các, giá 850.000. Một cây duy nhất thôi nha, 4m8, bạn săn hàng. Và tiếp theo mã 21 ạ. Mã 21 sẽ một cây cần tây hàng Nhật Bản, chiều dài 6m3 của Hàn Quốc xuất Nhật nha các. Made in Korea nè. 6m3, cây này thì nó có đi kèm nắp chụp cho các anh nha. Và ngọn cần sẽ là 1 ly 5. Ngọn cần ngọn 1.5 ly. Đầu bu đây cũng xoay 360 độ luôn ạ. Phôi nó xoắn nổi từ lóng ngọn. Ngọn to 1 ly 5 nha các anh, và độ cứng cây này tầm 4H. Cứng tầm 4H đấy. Không xây xước thì em xin phép lướt nhanh nha. Còn xây xước thì em sẽ quay chậm, quay rõ hơn để các anh thấy. Ngọn 1 ly 5 và trọng lượng cần sẽ là 327g. 327g ạ. Cái này cứng 4H nha các anh. Độ cứng 4H và mã cần số 21. Giá cần 750.000, chiều dài 6m3 nha.
Mã 21 giá 600 à, mã 21 giá 750.000 nha. Chiều dài 6m3, cần của Hàn Quốc ạ. Và tiếp theo mã số 22. 22 thì em sẽ qua cần lua nha các. Cần lua, một cây cần lua máy ngang, chiều dài 1m98 và cây này độ cứng MH ạ. Tải mồi từ 12 cho đến 26g và tải cá sẽ từ 10 đến 20 lb. Độ cứng MH nha các. Canh lua gền nè, hoặc là mình lua lóc chẽm, cá măng, cá vượt đều được ạ. Chiều dài 1m98, máy ngang nha. Cần khoảng IK và bát là dạng bát vặn nè, bát hãng bát vặn. Phôi xoắn ít nha các. Phôi xoắn ít toàn thân. Và ngọn của cái này sẽ là 2 ly. Ngọn cần 2 ly, trọng lượng 155g ạ. Cần lua nha các. Cứng MH, độ cứng cao nè. Các anh câu cá vượt, cá măng đều được luôn. Độ cứng cao nha. Thông số tải của nó cũng cao, 12 cho đến 26g. Ngọn 2 ly, trọng lượng 155g ạ. Và mã số cần là 22. Cây này thì hôm nay em sẽ giảm giá 750, còn 690.000 nha các anh. Mã 22 giá 690.000 ạ. Và tiếp theo mã 23. Tiếp theo 23 sẽ là một cây cần lua máy đứng khoảng Asino nha. Asino. Mời các anh xem. Asino là của Đài Loan nha các anh. Đài Loan. 2m13. Và độ cứng M nha. Tải mồi 8 đến 25g. Tải cá từ 10 đến 20 lb. Cứng M. Ngọn 1 ly 5 ạ. Ngọn 1 ly 5. Và phôi cũng là carbon xoắn ít nha các anh. Carbon xoắn ít luôn. Khoen Fuji loại sứ đen nè. Dạng khoen hai chân. Ngọn 1 ly 5 và trọng lượng ra 129g ạ. 129g. Dạng bắt hãng bắt vặn cho mình nè. Tay cầm ở đây ra mút cứng. Và mã cần số 23. Mã 23. Cây 2m1 này sẽ có giá là 950.000 nha các anh. Mã 23 giá 950.000 ạ. Và tiếp theo mã 24. 24 là một cây cần lua bản cao cấp của IK nha. Một cây lua cao cấp của IK nè. Mình mở ra xem nó có túi đi kèm nha. Dòng Super Kit IK. Chiều dài cây này là 2m1. Chiều dài 2m1 và độ cứng của cần độ cứng M nha các anh. Tại IK này là hàng China nha. Lấy đi China nè. Hàng chính hãng của công ty nha các anh. Tải mồi sẽ từ 5 đến 15g. Tải cá từ 5 đến 10 lb, cá gần 5kg, các anh dòng thoải mái ạ. 2m1, có mã cốt đầy đủ luôn. Độ cứng M nha các anh. Cứng M, và đây các anh nhìn khoen này rất là xịn. Khoen Fuji loại xứ xích. Khoen Fuji xứ xích và phô của nó xoắn ít toàn thân luôn. Carbon xoắn ít toàn thân. 2m1 khá là nhẹ nha các anh. Trọng lượng chỉ có 110g thôi. Trọng lượng 110g này. Bát này, bát hãng, bát vặn C4 nha. C4. Ngọn 1 ly 7, trọng lượng ra 110g ạ. Đấy, bản cao cấp của IK nha các. Khoen Fuji xứ xích nè, khoen hai chân. Đấy, nó xoắn ít cả hai khúc này luôn, toàn thân. Và mã số cần, mã 24. Mã cần 24 ạ. Cái này sẽ có giá là 1.800.000, đang sale còn 1.700.000 nha các. Mã 24 giá 1.700.000. Bản cao cấp của IK nha, giá 2m1. Mã 24. Và tiếp theo mã 25. 25 thì có một cây cần sấp nha các, một cây cần lục 4 khúc của Daiwa, dòng mà Daiwa Long Beam nè. Chiều dài cần 4m5, độ cứng xếp, độ cứng 30. Cứng xếp nha các. Bát đây, Fuji Stainless dạng bát gập. Và khuyên thì là khuyên xứ xích, dạng khuyên ba chân, Fuji loại xứ xích. Nó có một khuyên cái ra khuyên gập nha các. Khuyên cái khuyên gập nè. Đầu bu cũng là đầu bu xích chống xoắn luôn. Phôi carbon xoắn ít toàn thân. Đào qua lòng pin nha. Và ngọn của cây này là 2 ly. Còn 2 ly trọng lượng 380g. 4m5 mà 380g. Khá là nhẹ nha các. Khá nhẹ. Khoen bát Fuji thế này. Phôi carbon xoắn ít cho mình. Lòng pin 4m5 cứng xếp, cứng 30. Mã 25 ạ. Mã 25 và cây này có giá là 3.400.000. Mã 25 giá 3.400.000 nha các. Tiếp theo 26. 26 em có một cây cần câu zip cắm gốc nha. Cần zip cắm gốc. Chiều dài cây này 2m1 ạ. Phôi carbon xoắn ít. 2m1, tay cầm mút này. Và khoen của nó được mài tròn nha các. Khoen mài tròn, khoen Fuji. Bát Fuji luôn, dạng bát vặn. Cây này các anh có thể câu zip biển nha. Cái zip biển khá là hợp lý.
Hoặc là nào mà mình câu sông á, câu sông hồ, săn tre, chim thì cũng có thể câu được luôn. Cây này nó rất là khỏe. Phải mồi cao nha các, từ 100 cho đến 300 gram. Phải mồi mát được 3 lạng này. Rất là khỏe nha, khoen bát Fuji luôn. Và ngọn cần sẽ là 2 ly 5, trọng lượng 272 gram. Tải dây bê từ dây 3 đến dây 5 ạ. Và mã cần 26 nha các. Mã 26, cây này sẽ có giá là 650.000. Mã 26 giá 650.000 ạ. Và tiếp theo thì em sẽ lên mồi nha, em sẽ lên phụ kiện cho các anh. Thì đầu video em quên giới thiệu thì hôm nay cũng có một vài cái mũ nha các anh, mũ bẫy chuyên câu cá, chuyên để các anh đi câu cá nha, em sẽ lên ở cuối video ạ. Và đầu tiên thì em có 4 con mồi lua nha, 4 con mồi câu lua. Em sẽ đọc thông số từng con cho mình. Con mồi đầu tiên, con này thì nó dài 7 cm nha các anh. Chiều dài là 7 cm này và trọng lượng là 15 g, mồi lua nha. Đấy, màu thì nó như trên video, như trên video, hàng mới chưa qua sử dụng nha các anh. Và tiếp theo này là một con mồi Abi Special, chiều dài 6 cm và trọng lượng sẽ là 6.5 g ạ. Trọng lượng 6.5 g này, những cái màu nổi như này á, cá nó rất là thích này. Abi Special nha các anh. Và tiếp theo sẽ một con mồi dài 8 cm ạ, dài 8 cm và trọng lượng là 7 g. Nó có cái màu nổi như này nè, nó sẽ kích thước cá. Chiều dài 8 cm nha các anh, 8 cm. Và cuối cùng là một con mồi dài 5 cm, trọng lượng 5 g ạ. Trọng lượng 5 g. Dòng tournament nha các anh, mồi tournament. Để các anh xem 1.500 yên một con mồi như này nhé, gần 1.600 yên này một con mồi như này. Riêng một con mồi như này thì nó đã tầm 200.000, hơn 200.000 nha các anh. Hơn 200.000. Và hôm nay em sẽ để combo 4 con mồi, 4 mồi lua cho các anh, giá 350.000 nha. Mã số 1, 4 mồi lua này giá 350.000 ạ. Toàn là mồi xịn thôi nha các anh, hàng mới, mồi xịn nha. Và tiếp theo mã số 2. Mã số 2 sẽ là mồi câu mực ạ. Mồi câu mực. Để mở ra xem. Size của nó như là size 1.5 nha các. Size 1.5 và ở đây em có tổng cộng là 10 vỉ nha, 10 vỉ mồi câu mực. Những vỉ nào nó cũng giống như nhau hết này. 10 vỉ. 5 con nha, mỗi mỗi bình như này sẽ được 5 con mồi. Em mất kích thước mất rồi. Như là nó dài khoảng tầm 7 đến 8 cm nha các. Nó dài 5 cm. Chiều dài 5 cm nha. Chiều dài 5 cm, mồi câu mực cho mình size 1.5 ạ. Và 10 vỉ này sẽ có giá là 180.000 nha các. 10 vỉ này giá 180.000, mã số 2 ạ, mồi câu mực. Và tiếp theo mã số 3. Mã số 3 sẽ một cuộn dây dù BE nha. Một cuộn dây dù BE. Cuộn này nó rất là nhiều nha các. Cực kỳ nhiều luôn, phải tầm 120 đến 150 m nha. Căn cứ quấn vào máy. Ví dụ như máy mà tầm size này của nó size tầm 3.3.3.5. Nếu mà canh quấn vào máy 2000 á, mình quấn được hai máy nha. Quấn được hai máy luôn. Còn quấn mà máy size tầm 4000 á thì được một máy, đầy một máy. Dây dù bi 3 đến 3.5 ạ. Thì màu trắng nè, rất là mịn nha canh. Và hàng này là hàng đã qua sử dụng nha. Dù bãi đã qua sử dụng, em lấy từ trong những con máy tuyển sách tay hôm qua em lên video. Dù rất là xịn này, các anh nhìn xem, đã qua sử dụng nhưng mà cái màu nó không có bị sờn, không có bị cũ theo năm tháng luôn. Dù xịn cho các anh ạ. Và mã số sẽ mã số 3 nha. Mã số 3, cuộn này có giá 250.000. Mã số 3 giá 250.000. Tiếp theo mã số 4 sẽ là cước nha các anh. Dây cước, cước Vicho của Japan này, size 2.5. Một cuộn như này thì nó được 300 m luôn nha. 300 m. Các anh gắn vào máy lua thì mình gắn được cả hai con máy luôn. Một cuộn này gắn được hai máy. Và sợi cước cực kỳ mịn nha các anh. Rất mịn, rất là dai. Rất mịn, rất dai nè. Cước màu đồng nha. Size 2.5. Tải cá 12 lb nha các anh. Cá hơn 5 kg. Các anh dòng thoải mái. Và đường kính là 0.28 mm ạ. Cước Vicho Japan. Một cuộn như này 300 m nha. 300 m và giá chỉ có 99.000, mã số 4 ạ, giá 99.000. Và tiếp theo mã số 5 nha các. Mã số 5 là size cước số 4. Size cước số 4 phù hợp các anh câu sông hồ nha, hoặc là mình có thể câu ngâm lăng xê.
à, đánh lục đầu cần thì anh sẽ cước này cũng khá là ok. Sợi cước màu xanh ạ, à, sợi cước màu xanh rất mịn luôn, cực kỳ mịn luôn nha các anh. Cước size số 4, đường kính của nó là 0.33mm nha, còn tải cá 20 lb, gần 10 kg cá, rất khỏe. Câu xong hồ các anh dùng cước này là vừa này, tải cá gần 10 kg. Một cuộn như này 300m nha, mã số 5 có giá 109.000, mã số 5 giá 109.000 ạ. Và tiếp theo mã số 6. Số 6 sẽ là lưỡi câu nha các anh, lưỡi câu, phong này là phong chép nha, các anh đánh chép tự nhiên hoặc chép dịch vụ đều được nè. Lưỡi câu chép size số 10. Size lưỡi số 10. Vì hôm nay em lên có một mẫu thôi nên là em sẽ lên chi tiết, em sẽ lên chi tiết hơn nha. Em sẽ đặt ở trên vỏ ô ly luôn, các anh dễ hình dung size lưỡi. Size số 10 nha các anh. Size số 10. Này, trên vỏ ô ly này. Rộng của nó là một ô ly lớn và thêm một ô ly nhỏ nha các anh. Còn chiều dài á là nó gần hai ô ly luôn. Chiều dài là gần hai ô ly nha. Và cái màu á là màu xanh, xanh đen chứ không phải là màu đen đâu nha các anh. Màu xanh đen, lưỡi có ngạnh nha. Lưỡi có ngạnh. Lưỡi có ngạnh cho mình. Size số 10 này. Size số 10. Và một vỉ như này á, bên trong nó sẽ có tổng cộng là 12 lưỡi nha các anh. Một vỉ như này 12 lưỡi, size số 10 nha. Thông số thì em đã để trên vỏ ô ly để các anh dễ hình dung này, lưỡi có ngạnh. Vì đặt gần á thì nó nhìn sẽ to, còn đặt xa thì nó hơi bé. Nào, em đặt trên vỏ ô ly luôn, mình dễ hình dung. Và mã số 6 nha các anh. Mã số 6, giá 250.000 10 vỉ nha. 250.000 10 vỉ. Và ở đây thì em có tổng cộng là 5 mã cho các anh chốt nha. Nào, anh nào nhanh tay thì mình chốt đơn này. Chép tự nhiên hoặc là dịch vụ đều được hết. Size số 10 nha anh. Size số 10. Mã số 6 nha. Mã số 6 giá 250.000. Và cuối cùng sẽ là mũ nha các anh, mũ câu cá hàng bãi nha. Này, thì hôm nay em về được 7 cái này. Đồng giá 99.000. Đồng giá 99.000 toàn bộ cho các anh. Mũ lưới nha, nên là mình đeo á nó thoáng, nó thoáng khí nè. Và có một cái dây để mà các anh đỡ tránh mũ bay á, đỡ khỏi bay. Thế thì em sẽ lên nhanh nha, cái mẫu này em lên nhanh. Đồng giá 99.000 nha các anh, mã số 1 này. Mã số 1, còn này tiếp tục mã số 2 nha. Mã số 2, cực kỳ dày luôn, rất chắc chắn nha, cái chất liệu của nó nè. Toàn hàng tốt nha các anh, hàng tốt, hàng xịn cho mình. Em xin phép lên nhanh nha. Mã số 2 giá 99.000. Mã số 2 nha. Và tiếp theo mã số 3 này. Mã số 3 này, cái mẫu này các anh mang nó cũng thoáng khí, nó cũng khá là mát. Lên nhanh nha các anh, lên nhanh. Cái này mã số 3 nha. Đồng giá 99.000 một mũ. Và tiếp theo mã số 4 nè. Mã số 4 nè. Nó có tem hãng đồ đầy đủ hết nha. Cái này là của Hàn Quốc nè, Made in Korea. Của Hàn Quốc 100% ni lông nè. Độ rất là mát. Các anh đi câu mình nên sắm một cái mũ như này, mình đội cho nó mát nha. Mã số 4 này giá 99.000 ạ. Và tiếp theo mã số 5. Mã số 5. Cái này là của China nha các anh, hàng China xuất Nhật. Đấy, mũ bãi, mã số 5 nha, giá 99.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 6. Tiếp theo mã số 6 nha các anh. Dạng mũ lưới nè, dạng mũ lưới, độ thoáng khí lắm ạ. Mã số 6 này cũng giá 99.000 luôn. Giá 99.000. Và tiếp theo mã số 7. Mã số 7 nha các anh. Mũ này thì nó cũng có một cái quai để mà đeo nè, để tránh bay, tránh bay mũ. Mã số 7 nha, màu xanh ạ. Màu xanh, dạng mũ lưới, giá 99.000. Và cuối cùng mã số 8. Hôm nay về được 8 cái mũ nha các anh. Chất liệu nó rất là cao cấp nha các anh. Dạng chất liệu cao cấp nè. Mũ rất là mềm, cái vải nó mềm á.
và cái khoang mũ đây. Nó có cái dây để mà canh điều chỉnh nha, điều chỉnh theo kích thước đầu. Này, chất liệu cao cấp nha các, made in England này, sản xuất từ nước Anh nha. Và mã cuối cùng, mã số 8 ạ, mã số 8 có giá 99.000. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của kênh em ạ. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất. Chào tạm biệt các anh.